Các bạn bình thường chỉ biết đến bà Tân Vlog với những cái hàng khổng lồ đúng không? Hôm nay ông Sơn Vlog giới thiệu cho quý vị các bạn một bộ máy đầu xịt rửa TR1105 siêu to khổng lồ của Bully này. 56cm, chạy chuyển động 3 dây đai. Các bạn nhìn quả đầu xi lanh này, ui quả mặt đồng này, quả ốc này, mẹ cái gì nó cũng to, khủng khiếp luôn. Em này lưu lượng lớn, 120 lít/phút luôn. Áp lực thì chạy tầm 50-73 thôi. Rồi các bạn nhìn thấy này, bộ chỉnh áp, cố nạn cuộc đời tôi chưa. Thân máy này, con này chạy motor 5kg nhá, khung sườn này, cái gì nó cũng to và dày. Dã man nhở. Em này nó sẽ chuyên phù hợp cho những cái công việc rửa gầm này, xịt đất này, xịt xe công trình này. Rồi mình sẽ test cho các bạn xem thế nào là 120 lít. Rồi ok, đang phê. Văng, văng trái, văng bên phải, văng. Họa mi nhùm ngót luôn.